thưa quý vị và các bạn với các vận động viên thể thao đặc biệt là thể thao thành tích cao họ luôn tập luyện và phấn đấu hết mình để có thể đem vinh quang về cho tổ quốc tại các giải đấu quốc tế nhưng tấm huy chương vàng mà họ giành được luôn làm nước lòng người hâm mộ nhưng phía sau ánh hào quang ấy khi các vận động viên đã dã từ sự nghiệp thi đấu không phải ai cũng có một cuộc sống như mong muốn mà ngược lại không ít người phải trải qua những mảnh đời đau khổ nhất là khi họ không nhận được những gì tương xứng với công lao mà họ đã từng đóng góp ngay sau đây chúng tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn một phần câu chuyện buồn này của các vận động viên từng giành nhiều vinh quang về cho thể thao nước nhà. Hơn 13 năm trước, vận động viên số 1 của làng vật nữ hạng cân 55kg Lê Thị Huệ trong một buổi tập đã gặp phải chấn thương bị mất 81% sức khỏe và gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Nhưng hiện nay, Huệ chỉ được hưởng mức trợ cấp khoảng 2,6 triệu đồng một tháng. Tính cả công người chăm sóc do Bảo hiểm xã hội chi trả hàng tháng theo định mức cho người tai nạn lao động thông thường. Cựu vận động viên Lê Thị Huệ xem ra còn có chế độ hơn hẳn nhà vô địch thế giới môn đá cầu Nguyễn Huyền Trang. Thành tích nổi bật của Trang là vô địch SEA Games 22, vô địch thế giới năm 2005 và năm 2007 tập luyện, thi đấu đá cầu từ năm 14 tuổi, giành hàng loạt chiến tích sáng giá, sau khi giải nghệ, Trang trở về với hai bàn tay trắng. Trong suốt 10 năm gắn bó, Trang chỉ là vận động viên hợp đồng ngắn hạn của ngành thể thao Hà Nội, với mức thu nhập chỉ hơn 1 triệu đồng một tháng và không hề có bảo hiểm y tế. Bi kịch của kiện tướng này đến với cô vào cuối năm 2014, khi Trang phát hiện mình bị ung thư không có bảo hiểm y tế, trong suốt gần 3 năm điều trị, Huyền Trang và gia đình gặp vô vàn khó khăn. 6 tháng dòng không có bảo hiểm, mổ thay cuộc sống không bảo hiểm, rất là tốn kém. Thế sau đó phải mua, về sau mua bảo hiểm thì được ba có được thanh toán có 30% trái tuyến. Giờ đây khi không còn cơ hội quay lại thi đấu, mong muốn của nhà cựu vô địch thế giới rất đơn giản, nhưng liệu mong muốn chính đáng này của Huyền Trang có thể trở thành hiện thực? Mong muốn là nếu mà có mình có thành tích như này thì là sẽ được quan tâm mà đi học này xong rồi là mình được về bộ môn mình làm mình làm mình theo chuyên môn của mình ấy. Tình cảnh của hai vận động viên Lê Thị Huệ và Nguyễn Hiền Trang sẽ hoàn toàn khác nếu như họ đang là người của công việc chuyên môn, chẳng hạn là huấn luyện viên hay cán bộ nhân viên của ngành thể thao và có bảo hiểm y tế. Khi đó cả hai sẽ được nhà nước đảm bảo một cách cơ bản kinh phí điều trị, chưa kể còn có những hình thức san sẻ, hỗ trợ cần thiết khác, cả về tinh thần, vật chất từ ngành thể thao. Họ và gia đình đã không phải đơn độc trong cuộc chiến, chỉ với chiếc thẻ y tế tự nguyện có mức chi trả quá thấp.